Đây, xin giới thiệu các bác và các bạn, một đàn cả đỏ, cả đen, cả vàng đều có hết này. Đấy, mỗi em vàng kia là dính cái, còn lại là dính được hết các bác ạ. Các em này đều tuyền màu này. Đấy, nhìn thích chưa? Úi giời. Đấy, bạn này đen tuyền màu này. Đen tuyền màu mà. Đấy, bạn này vừa rồi nhìn thấy đốm lưỡi các bác ạ. Người chân tay rất to, đuôi cũng dày này. Đấy. Bạn này đuôi hơi nghiêng sang trái các bạn. Đấy. Hơi nghiêng sang trái. Đấy, hơi nghiêng sang trái này các bạn này. Đấy. Bạn này thì nâu cà phê này. Bạn này khoảng được 5-6 cân rồi các bạn. 4 đến 5 cân, 6 cân, 5-6 cân. To lắm. Nhìn trạng rất là cao rồi. Bây giờ tầm 2 tháng rưỡi các bạn ạ. 2 tháng rưỡi. Đấy. To cao xinh gái. À xinh trai, đẹp trai nhá. Đấy, hiện tại thì còn em hung lửa này với em đen tuyền kia thôi. Đấy. Em nào cũng đuôi khóa trái hết các bạn ạ. Mọi người rất đẹp này, bờm sư tử này đấy nhá. Bạn này có bờm luôn nhá. Đấy. Bờm rất đẹp luôn. Đấy, bạn này bờm không phải nghĩ luôn. Mình xin nhắc lại nhé, bạn này là giới tính đực này. Đấy, bạn này giới tính đực này. Mỗi em vàng kia là giới tính cái thôi. Vàng cái này. Đấy. Không, nó quan gì đâu.